Hôm nay, hai bạn nhỏ được mẹ đưa đến tiệm cây quen của chú Thảo để mua cây ủng hộ chú. Dạ, chú mua cái này. Ở cái cỡ đẹp quá. Cái này cho ba. Cái này cho ba hả? Mua cái này ha. Mua cái đó dễ bể lắm ha, mua cây này đi. Cái này hả? Cái này. Cái này nè. Được không? Nhưng mà to quá, không cầm nổi được. Tôi lấy cây này. Được tận tay chọn lựa cây cảnh luôn là sở thích của chị hai Sơn Ca. Cái cây lùng còn bự. Alo. Ừ đúng rồi em. Ừ vậy thôi đợi em chị chút xíu nha. Ừ rồi em đợi chút xíu chị lên liền á. Sơn Ca. Dạ. Cái mày nói nè, bây giờ á mẹ đi qua trường gấp nha. Dạ. Con nhớ con dắt em đi về nha. Dạ. Nhớ đi bên tay phải nha con, đi trên bờ lề nghe chưa? Dạ. Nghe không? Trước khi đi á con đi qua lấy cho mẹ cái xe nè, mẹ đưa cái thiếu cái thẻ nè. Cái này là mẹ đã trả tiền cho cô rồi. Nè con cầm cái này nè, con lại tiệm của cô Hân có biết không? Biết. Nhớ giữ cái phiếu cẩn thận nha, bệnh mới có phiếu này cô mới đưa nha. Cô về nhà nhớ mở cửa vô nhà rồi mẹ bảo dùng hóa vô đây luôn nha. Con dạ. Qua con đưa cái phiếu cho cô. Con nói với cô là con lấy xe nha. Dạ. Nói là ba nhân với mẹ giàu nha. Cô về nhà mà bỏ ba mà chưa có về á thì con nhớ là con do mẹ có công việc đột xuất nên hai bạn nhỏ sẽ tự đem cây về nhà. Nhưng trước khi về đến nhà thì phải ghé qua tiệm bán đồ chơi lấy chiếc xe Scooter mà mẹ đã đặt để làm quà cho em Sony. Cái này nặng mày có gì ai? Cái này nặng có gì ai? Để chị cầm phụ cho. Cảm ơn. Ngày xuống ăn chơi đi về thể chứng. Câu quà chính xác. Khi những đôi chân cứ bước đi thoăn thoắt như thế này thì chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cần đến. Nhưng vấn đề là... Để chị dẫn cho. Cha cũng không cần kia đâu. Cả là chị hoài à. Giờ tụi mình tìm ai đó đi. Tìm ai đi? Tìm ai mới giúp được? Tìm người nào đi? Đừng coi cô vẫn không qua đường. Con đi đâu vậy? Dạ con đi qua cửa hàng để lấy xe cho mẹ. Mẹ không mắc, mắc đi với cô giấu rồi, con giống mẹ rồi. Cảm ơn cô. Dạ con mua xe đẩy màu xanh. Để con đặt rồi. Thẻ đây nè cô. Đó. Rồi, đây, thẻ đây. Thẻ đặt hàng đã giao tận tay cô, chiếc xe cũng được giao tận tay khổ chủ. Vấn đề bây giờ chính là kiểm tra xem xe có bình thường hay không mà thôi. Đã yên tâm với chất lượng của chiếc xe, chị hai Sơn Ca quyết định đi về. Thế nhưng cậu em Sony thì lại đang say sưa với chiếc xe bốn bánh đầy hấp dẫn. Và thật khó cho cô chị Sơn Ca khi mà em Sony cứ khư khư bám chặt niềm đam mê của mình. Và khi cơn giận lên tới đỉnh điểm thì có cứng đến mấy cũng phải xuôi mà thôi. Theo như lịch trình, nếu cứ đi thẳng thì chẳng mấy chốc là tới nhà. Thế nhưng lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Làm đường ở đây là không có đi được đâu. Đi ra nguy hiểm lắm. Con đi đường khác đi, con đi lại đường kia, con qua bên lề bên kia. Có lẽ lời nói của chú làm đường chưa đủ sức thuyết phục Sơn Ca, nên cô nàng cương quyết không chuyển hướng. Trong khi chị hai vẫn cương quyết với con đường mình đã chọn, thì anh chàng Sony đã chuyển hướng hồi nào không ai hay. Không được đi ngoài đâu, mà lúc đâu đi ra đâu. Hai chị em xô đẩy nhau rồi đó. Có một sự bất đồng. Mặc dù miệng thì nói đi, nhưng chân của anh chàng thì không hề xê dịch.
Khi biện pháp cứng rắn trở nên không hiệu quả, thì tâm lý dỗ ngọt liệu có đem lại hiệu quả không? Và một trận chiến đã xảy ra. Rất may là vị cứu tinh đã đến kịp lúc. Thôi đừng nhìn lộn, để cô dắt qua đường rồi đi về nhà nha. Thế nhưng một sự cố bất ngờ ập đến. Thôi hết rồi, đi cốc, đi tay đi cốc. Rồi đi thôi. Cốc bị ra. Cảm ơn cô. Rồi. Anh này anh biết là xe chạy được mà anh không có để xuống, làm như xe mới á. Đang yên tâm thẳng bước thì bỗng nhiên em Sony được một chú lạ mặt hỏi thăm vì sự dễ thương của mình. Và giờ là cơ hội để cho chị hai ca bài ca nhắc nhở. Giờ đi với chị có được không? Giờ đi với chị. Xíu, chả xíu. Thôi, đi với chị. Chả xíu. Chứng tỏ chị hai rất là lanh. Đã thoát khỏi vòng tay của ông chú lạ mặt, bây giờ thì có thể yên tâm trở về rồi. Thế nhưng một cuộc gặp gỡ không mong đợi lại xảy ra. Có phải sân ca Sony không? Ông bị giấu không? Dạ. Đi đâu đây? Anh đi đâu đây? Đi vô đây nghỉ ngơi chút rồi đi về nha. Không đi. Nghỉ mệt ăn kem chút đi rồi về. Ôi chết rồi, cái cây này bị hư rồi nè. Vậy làm sao mà chồng với nữa? Lý do sửa cây hợp lý của cô, cộng thêm sự quen biết với bố mẹ, Sơn Ca tạm yên tâm giao cây cho cô. Nhưng với sự nhiệt tình hơi quá của cô, thì từ chối thẳng thừng là biện pháp tối ưu. Không, con không cho ăn. Đúng rồi. Con không cho ăn, con không cho ăn. Đây, cô rửa tay. Rồi, đúng rồi. Còn cái cách của chị bảo vệ em là sợ ăn đồ ăn của người lạ đó. Không có mà. Đó, thấy chưa, nó xúc ra rõ chưa, nó còn sống nữa đâu. Nhưng vẫn không thể chối từ lời đề nghị sửa cây đầy thiện chí từ cô. Đâu mới về mà có cây đây? Dạ không đi mua cây. Mua cây à, mua cây ở đâu? Mua cây ở tỉnh kia. Gần đây không? Dạ gần đây. Rồi ba đâu, mẹ đâu? Dạ ba đi làm, mẹ thì lên trường. Lên trường đi học. Cái gì đây trời? Cái gì đây? Cái bình túi. Túi hả? Mà nước đâu? Mới mua chưa có nước. À, trước khi nào mới có nước? Về nhà mới con rủ nước cho mới có. Hàng gì đi trên đường còn không có nước túi nên nó chết rồi nè, thấy chưa? Ủa cái gì vậy? Cái đó cái ghế hả? Mày đi ở đây cái là bên cái là bay đi đây cực quá. Cái này là cái xe đẩy. Ôi, cái đẩy đẹp quá à. Trời ơi, con của nhà không có xe để chạy luôn á. Cho mượn chút được không? Không. Đó là mất cái này mất lắm á. Đó, cái nước này. Nước đó. Trời, ngon lắm luôn á. Nè không, cũng nè đó. Không có đá đâu, có mấy chục đá à, để cho mấy ơi. Con phải để cho em uống nó đó, tội nghiệp em cho con. Nè, con kem không? Không à. Kem dâu không đi? Không. Chứ đi nãy giờ qua khác quá trời, trời nắng quá trời luôn kìa. Không ăn. Rồi để cô ra cô sửa cái cây nha. Trong lúc chờ cô tốt bụng sửa cây thì nghỉ ngơi tại chỗ là thượng sách. Thế nhưng có lẽ cô cũng đã bó tay với cái cây nên một giải pháp được đưa ra. Bây giờ con phải đem đi đổ đó. Chỉ có một cây thôi chứ không. Thì đi đổ cây khác. Không có đủ tiền. Đi đổ thì đâu có tiền. Cây này chú giao cho con bị hư rồi, bây giờ con xin con đổi lại cây con khác. Con không chịu, trời nhà không. Con sửa lại. Bây giờ con mua cái cây đó tặng ai? Nhà là con không biết đó, tặng trong ai. Nhà, trong nhà mà để cái cây thấy ghê à. Trong nhà thì khách vô nhà người ta nói làm sao? Nói cho ở nhà gì mà cây xấu quá mà để trong nhà.
chân vậy sao chân được? Chân phải đẹp chứ. Đúng không? Cây gì thấy ghê. Cây nha, mẹ sửa lại. Cô không sửa được, sao mẹ sửa được? Cây nó chết luôn rồi. Nhìn đi con, nhìn đi. Chết rồi thấy không? Rễ lòi ra quá trời rồi. Giải pháp thứ nhất không thành, cô liền đề nghị. Trong hạt đây đi, rồi cô đem đi đổ cho. Con không tin. Bây giờ cô cầm cây của con, con trong hạt của cô. Không, con không trong. Con đi muốn đổi không? Muốn đổi chứ. Ừ, đúng rồi, phải đi đổi cái cây nha. Nếu như á mà dễ chị hai đem cái cây về là mẹ la cả chị lẫn con luôn á. Bởi vì con không biết nhắc chị đi đổi cây. Thôi giờ mẹ ra đó. Thôi vậy bây giờ Sony với cô đi qua chỗ bán cây đi, xem có cây nào đẹp hơn rồi đem tới đây đổi lại. Con ngồi đó đi, con không lên không đổi thì thôi, để cô đi lấy cây khác đi. Em đi không có. Nhận thấy lời đề nghị cứu cây của cô có vẻ hợp lý, Sơn Ca chấp nhận ở lại trong hàng giúp cô. Nhìn mặt cô ấy rồi em rất là phân vân đó chị. Ý là thấy cô cũng để lại cái xe chè. Được sự hướng dẫn của em Sony, cô và Sony đã đến đúng địa điểm cần đổi cây. Nhưng mà cái lá cây đó là bị hư rồi. Trong lúc đó thì cô chị Sơn Ca cảm thấy không yên tâm nên quyết định thu gọn hành lý lên đường tìm em. Có nhiều thứ chị ôm hết. Thế nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi mà cứ chia đôi ngã đường như thế này. Trời ơi, tội nghiệp chị quá, tay xách nách mang. Ôi trời ơi, tội con quá à. Chật vật vất vả với những món đồ lỉnh kỉnh mang theo, cố gắng nhấc từng bước chân một cách khó khăn, chỉ với hy vọng tìm thấy cậu em trai của mình. Ở nhà con có thương chị hai không? Thương chị hai, thương mẹ, thương thân ba. Chị hai đâu rồi? Chị hai đâu rồi? Trời ơi, tội nghiệp chị hai quá à. Không mà chị này mới có hơn 5 tuổi à, nhưng mà cái cách đó, thấy thương quá à. Thế nhưng cảnh vẫn còn đây, nhưng người đang ở nơi nào? Hốt hoảng run rẩy đến nỗi không giữ nổi đồ trên tay. Và khi đôi chân không còn đủ sức đứng vững thì ngồi bệt xuống đất để tự mình lau những giọt nước mắt hối hận. Chết rồi, khóc rồi, tội nghiệp quá à. Sợ thật sự á Ngọc. Không biết em cần đâu. Chẳng biết tìm em ở đâu, chờ đợi cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Sơn Ca đành cầu cứu chú bán cây. Chị ơi con. Tôi thấy em cần đâu không? Em con á hả? Em con nãy lên đây đổi cái cây rồi đem về rồi. Đừng khóc, em con về nhà rồi. Sao hả? Con lạc em hả? Nhận thấy nước mắt không giải quyết được vấn đề, Sơn Ca quyết định quay lại địa điểm ban đầu tìm em. Nó lỗ hư hết rồi, đúng không? Đây. Mình đang ngồi đợi chị hai đi. Nhà con có nuôi cá không? Hình như có một con rùa. Đúng không? Thế con rùa nó ăn gì ta? Rùa ăn ốc cả. Cà rốt không? Cà rốt đâu phải là lần của cô à. Cái cà rốt đồ ăn của ai? Của con. Cô ấy là đồ ăn vitamin mà. À,
Trần bước đi nhanh, mang theo sự chịu nặng trong lòng. Tới thời điểm này, chỉ có sự cố gắng mới đem lại hy vọng gặp lại cậu em trai của mình. Đây là lôi đồ cũng vô thức luôn rồi đó chị. Giờ không có còn ôm bảo vệ hay là gì nữa. Và sự cố gắng đã được đền đáp khi hình dáng thân quen của em trai Ni xuất hiện từ đằng xa. Con đi tìm em, con vô cửa hàng bán cây mà bà không thấy. Em thấy cô mà. Cô có đổ xa cho con xong rồi về, cô đâu có thấy con đâu. Ủa sao con khóc vậy? Con thấy em. Rồi, bây giờ cô đổi hoa cho con nè. Cầm cái hoa này về với cái xe về. Rồi, cô đem cái này về qua chỗ bán cây đi đổi nha. Rồi, bye bye hai đứa nha. Cảm ơn cô. Đã tìm thấy em, hoa cũng đã được đổi. Bây giờ thì chỉ cần nhanh chân thẳng tiến về nhà thôi nào hai bạn nhỏ ơi. Nhanh chóng mở cửa vào nhà và yên vị trên chiếc ghế yêu thích. Thế nhưng một nhân vật kỳ lạ xuất hiện, báo hiệu nhiều điều bất ngờ. Anh Nhân ơi, chị Dào ơi. Anh Nhân ơi. Ủa, đâu? Hai đứa, ba đâu? Ba thì đi làm, còn mẹ thì đi lên họp rồi. Mở cửa cho chú vô chứ bỏ mấy bịch cá cho ba nè. Con có được cho người lạ vô nhà không? Dạ không. Nhớ nha, người quen cũng không được cho vô luôn nha. Chỉ ba mẹ mới được mở cửa thôi nha con. Dạ. Với thông tin vừa lạ vừa quen bằng việc nêu tên của ba mẹ thì đã phần nào củng cố lòng tin của Sơn Ca đối với chú người quen lần đầu gặp mặt. Bỏ cá vô đây hả? Không, bỏ chỗ khác đi. À bên đây hả? Chỗ đó chỗ con rùa. À đúng rồi, vậy bỏ đây đúng rồi. Tại vì ba kêu chú cầm cái con rùa về để với công ty ba là bên nuôi bệnh luôn. Không, ba có kêu cầm con rùa đi không? Ừ, ba nói là chú thả đầy mấy con cá ra đây đi. Để lấy con rùa ra, để không rùa ăn hết cá hay sao? Thì chú có một con rùa. Đúng không? Thế con rùa nó ăn cái gì ta? Con rùa đi ăn bắp cải rồi. Bây giờ chú đem con rùa đi vô công ty cho ba. Để rồi ba nuôi trong đó, chịu không? Để chịu, để con thả cho. Rồi, về chổng chơi với ba nha. Thế nhưng ông chú lại đưa thêm một lời đề nghị. Quên, ba nói là cái laptop ba để trong phòng cũng bị hư luôn rồi. Rồi chú cầm cái laptop đi, chú sửa xong rồi chú hoành vô nha. Ba đâu nói là cái laptop bị hư đâu. Cái laptop ba nói chú bị hư nè, chú mới đi vô nè. Nhưng mà con không biết. Rồi để chú đổ cá vô rồi con dẫn chú vô trọng lấy. Thích chưa? Rồi bây giờ vô chị chú cái phòng. Vô lấy cái laptop của ba chứ đem sửa cho ba. Không. Sao vậy? Con muốn. Con cho chú ly laptop đâu. Nó bị hư rồi. Cái anh kia kìa. Bây giờ chú đem con rùa đi vô công ty cho ba. Để rồi ba nuôi trong đó. Chịu không? Lấy laptop không thành công, ông chú đành đem con rùa về. Thế nhưng Sơn Ca bỗng thay đổi ý định so với ban đầu. Để chú cầm cho. Trả cho con. Vậy là con không tin chú đúng không? Mẹ ơi chồng. À, bây giờ chú làm sao để con tin chú nè? Chú đi. Làm sao chú lấy con rùa vô ba la chú rồi sao? Chú cầm rùa. Cảm thấy nghi ngờ với hành động của ông chú, Sơn Ca quyết định tra hỏi. Chú gọi cho ba con đi. Bây giờ con đọc số của ba đi, chú gọi thử coi nha. Chú đâu phải là người quen của ba con đâu. Người quen phải biết đọc số chứ. Thôi giờ lén nữa chú giờ chú đi lén nữa ba giờ chú ghé chú lấy con rùa nha. Rồi bye bye con nha. Rồi bye bye này đóng cửa lại. Vì bị Sơn Ca bắt bẻ đủ đường nên ông chú đành ra về tay không. Quá là tuyệt vời với cô chị này. Ủa con về nào vậy? Con về hồi nãy. Rồi mẹ mới vừa trên trường về xong là mẹ về liền luôn á.
Vậy là chuyến hành trình đầy yêu thương của chị em nhà Sơn Ca và Sony đã kết thúc bằng một dấu chấm tròn đầy. Không một câu trách móc, không một lời than thở, mà chỉ có những sẻ chia, những yêu thương còn đọng lại mãi trên những dấu chân mà con đã đi qua.